anh chị ơi, anh chị mua hoa cho em đấy ạ. Chị ơi, chị vào xem hoa đi ạ. Bác ơi, bác mua hoa giúp cháu vậy ạ? Không không, những thứ này nhà tôi nhiều lắm rồi, mua về để bỏ phí à? Ngồi xuống đây đi ạ. Bác ơi, bác có đau lắm không ạ? Bác không sao, bác chỉ hơi đau thôi. Để cháu đi lấy dầu xoa cho bác nhá. Cảm ơn cháu, cháu tử tế quá. Cháu chuyên buôn bán như thế này à? Dạ không ạ, cháu là giáo viên mầm non. Đợt này mẹ cháu đang bị bệnh, cháu cần tiền để chữa bệnh cho mẹ. Thành ra cứ rảnh là cháu sẽ đi bán như này để kiếm thêm ạ. Thế à? Anh vào trước đi. Không, họ thấy em yêu giám đốc công ty ý, họ lại bàn tán không hay đâu. Thế thôi, anh đi vào trước nhá. Ừ. Đã công khai như thế này rồi mà cô còn biết sợ à? Chủ tịch ạ. Cô đi theo tôi. Dạ. Nể tình bác là mẹ của anh Trung nên là cháu mới nói thật ạ. Cháu và anh Trung rất là yêu nhau nên là chuyện mà bác bảo chúng cháu chia tay là điều không thể. Tôi biết, cô yêu thằng Trung nhà tôi chỉ vì tiền thôi. Trong cái thẻ này có 100 triệu, cô cầm lấy và tránh xa con trai tôi ra. Sao lại y tế hả? Đây chỉ là tiền lương một tháng của cháu. Đúng là trơ trẽn. Bác nghĩ cháu ngốc lắm à? Nếu mà cháu lấy được anh Trung ấy thì 10 cái thẻ này cháu còn có, chứ huống chi là một cái. Anh Trung ấy, anh ấy rất là yêu cháu. Thế nên là bác cứ chuẩn bị gọi cháu một tiếng con dâu đi ạ. Cổ. Sao cơ ạ? Kết hôn ạ? Làm sao mà cháu kết hôn với con trai của bác được, trong khi cháu còn chưa biết mặt của anh ấy ạ? Bác biết mẹ cháu đang bệnh nặng, đang cần một số tiền lớn để phẫu thuật. Nếu như cháu đồng ý thì trong thẻ này có 100 triệu, cháu cầm lấy. Chỉ cần 3 tháng thôi, cháu hãy ở lại đây 3 tháng thôi. Nếu như cháu không thích thì bác cũng không ép. Cháu đồng ý không? Vâng ạ. Con không đồng ý. Tự dưng mẹ lại đem một người con gái lạ vào nhà, lại còn bắt con phải cưới nữa. Cái loại con gái như thế này mà mẹ lại muốn con yêu với cả cưới à? Trung, đây là vợ con, con ăn nói chứ tử tế. Con không đồng ý, mẹ sẽ lên công ty thay chức giám đốc của con. Ok. Mẹ đừng có mà độc tài phát xích như thế. Con yêu Linh, mẹ đừng hòng mà chia cắt bọn con. Thôi mẹ ơi, mẹ bình tĩnh, mẹ đừng có nóng ạ. Bây giờ mẹ cứ ra ngoài trước đi, chuyện này để con lo ạ. Cô đây làm gì? Đi ra ngoài đi. Tôi chỉ ở đây 3 tháng để thỏa thuận giữa tôi và mẹ anh thôi. Thế nên anh chấp nhận đi. Thế có thật là chỉ 3 tháng thôi không? Tất nhiên là chỉ có 3 tháng thôi. Trong thời gian mà tôi ở đây thì tôi và anh sẽ phải ở chung một phòng. Tôi ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất. Cái gì? Cô nằm mơ giữa ban ngày đấy à? Hả? Đây là giường của tôi, cô ngủ dưới đất đi nhá. Nghĩ ra. Này.
là... Hóa ra cô là vợ của anh Trung. Trông nghèo hèn thế này mà cũng bước chân được vào nhà giàu á. Hỏi thật nhá, cô ấy may mắn hay là do thủ đoạn ấy? Cô là Linh. Phải. Dù là tôi may mắn hay là tôi nhiều thủ đoạn thì bây giờ tôi cũng đã là vợ của anh Trung. Còn cô, thay vì mỉa mai người khác, tôi nghĩ cô đi tìm hạnh phúc dành cho mình đi, chứ đừng ăn xin hạnh phúc của người khác nữa. Sao? Mày cứ chờ đấy. Trang. Anh. Cô dám đối xử như thế à? Anh bị làm sao đấy? Anh bị điên à? Sao anh đánh tôi? Phải. Tôi bị điên đấy. Tôi bị điên đấy với chấp nhận cái cổ hôn nhân hờ này. Cút ra khỏi cho tôi. Anh. Có chuyện gì thế hả Trung? Mẹ. Cô ta dám tìm Linh để gây sự, lại còn đánh Linh nữa. Con đã nói với mẹ rồi, cô ta không phải là dạng vừa đâu. Muốn bước chân vào nhà giàu ấy thì cô ta không từ bất cứ cái thủ đoạn nào cả. Mẹ. Đừng ngu. Đây là vợ của con đấy Trung. Chỉ vì một con đàn bà mưu mô mà con dám đánh vợ con sao? Mẹ. Mẹ dám vì cô ấy mà đánh con à? Vậy thì mẹ sống chung với cô ấy đi. Con đi. Trung. Mẹ ơi, con xin lỗi ạ. Con không việc gì phải xin lỗi. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Được, cô ta đã ra tay thì chúng ta hãy dùng gậy ông lại đập lưng ông để đối phó với cô ta. Cũng ghê nhở. Kiếm được bộ này ở đâu ra, ăn mặc trông giống người đấy. Sao? Thế hôm nay gọi tôi ra đây có chuyện gì? Tôi hẹn cô ra đây có chuyện quan trọng muốn nói. Tôi muốn trả lại anh Trung cho cô. Trả lại anh Trung cho tôi á? Sao tự dưng hôm nay cô lại tốt bụng thế? Có điều kiện gì thì nói đi. Tôi cần 100 triệu. Tôi đang cần tiền để chữa bệnh cho mẹ. Thế nên tôi mới đồng ý với yêu cầu của bác An. Chỉ vậy thôi à? Có ngay. Càng nói thì tôi thấy cô là một con ngốc đấy. Cô không biết rằng anh Trung ấy, anh ấy là một con rùa vàng mà. Nếu mà lấy được anh ấy thì cô sẽ moi được một khối tài sản. Nhưng mà tiếc rằng ấy, là điều đấy cô đâu có thể làm đâu. Vì anh Trung yêu tôi. Tôi hy vọng là cô yêu anh Trung thì cũng sẽ yêu thương và chăm sóc mẹ của anh ấy. Chuyện đấy thì cô không cần phải nói. Tôi với anh Trung thì chắc chắn rồi. Còn với bà già kia thì tôi phải xem xét đã. Cô cất tiền của mình đi. Tôi có chuyện quan trọng hơn muốn nói cho cô biết. Không ngờ Trang lại là con người không hợp vật chất như vậy. Chuyện gì? Cái gì cơ? Mày dám đe dọa tao á, con khốn này. Tao sẽ cho mày biết thế nào là đe dọa tao. Mày, mày giờ đấy, mày cứ đi học. Con có sao không? Con không ạ. Tôi không nghĩ cô lại là con người như thế đấy. Thế là trước đây cô là người đánh Trang. Vậy mà cô dám nói dối tôi à? Anh hiểu lầm rồi đấy. Lúc nãy cô ấy ta đánh em nhiều quá nên là em mới phản kháng lại như thế thôi. Cô điều lòi mắt ra nhá. Từ xa tôi đã nhìn thấy cô sỉ nhục con bé, thậm chí còn đánh nó nữa. Dạ. Hôm nay giữa đường giữa chợ, ban ngày ban mặt như thế này cô còn dám đánh cái Trang. Sau này con trai tôi vô phúc lấy phải cô, chắc cô dám cắt tiết mẹ con tôi mất. Ba ơi, bác nói gì đấy ạ? Cháu yêu anh Trung thì cháu yêu cả bác nữa chứ ạ. Thôi. Một lúc cô yêu bao nhiêu người, cô cắm lên đầu con trai tôi hàng chục cái sừng, làm sao mà tôi biết được mà lần. Anh, chuyện này
giải thích nhá. Cô im mồm đi. Tôi không muốn nghe những lời dối trá từ cái mồm của cô nữa. Chúng ta chia tay. Cô lên công ty dọn đồ đạc đi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cô chính thức bị đuổi việc. Anh Trung, chúng ta không thể nào mà chia tay được đâu. Anh biết là em yêu anh nhiều như thế nào mà. Làm sao mà chúng ta chia tay được hả anh? Anh Trung. Bác ơi, cháu xin bác đây ạ. Bác biết rằng cháu yêu anh Trung. Bác nói giúp cháu. Cháu không thể nào mà bị đuổi việc được đâu ạ. Cô yêu tiền chứ yêu gì con trai tôi. Không biến đi còn đứng đây làm gì nữa. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xong rồi. Con xin phép được dọn đồ ra khỏi nhà. Trang, mẹ coi con như con gái của mẹ. Con đừng đi có được không? Con rất cảm ơn mẹ vì đã cho con tiền để chữa bệnh cho mẹ của con. Nhưng mà con không phải là vợ của anh Trung. Con ở lại nhà cũng không tiện ạ. Trung, ai bảo thế? Trang, em là một cô gái tốt luôn. Anh thích em. Em có thể cho chúng ta một cơ hội để tìm hiểu nhau, có được không? Là tôi đây. Máy bay bay sớm hơn dự kiến, thế nên hạ cánh trước 30 phút. Hành lý của tôi đã được chuyển thẳng về khách sạn rồi. Bây giờ tôi đang đứng đợi taxi đến. Không cần đến đón tôi đâu. Ok. Ơi, xe chị đến đúng không? Cái gì? Sếp đang triệu tập cô gấp đấy. Hình như là sắp có chuyện rồi. Sếp căng thẳng lắm. Rồi ôi, chết tôi rồi. Tôi lại cứ tưởng là sếp đi công tác nên là hôm nay tôi trốn làm. Bây giờ như thế này đi. Ông bảo với cả sếp là tôi có việc bận, tôi ra ngoài gấp. Tôi phải đi gặp đối tác để bàn lại các điều khoản trong hợp đồng nhá. Xong tôi về công ty ngay đây. Thế nhá. Ok ok. Tên thế. Cái gì đấy? Cô bị điên à? Cô ơi, bây giờ tôi đang có việc quan trọng lắm. Cô có thể giúp tôi một việc được không ạ? Giúp đâu cái gì? Tôi đang bận lắm, bỏ tôi ra. Cô ơi, tôi vừa bị cướp hết hành lý rồi. Ở đây vắng vẻ như thế này, tôi không nhờ được ai. Bây giờ trong người tôi không có tiền, không có điện thoại. Chân tôi lại đang bị đau nữa. Cô có thể cho tôi đi nhờ một đoạn được không ạ? Tôi đang bận lắm, tôi không giúp được đâu nhá. Thôi. Cô ơi, nếu mà cô không tiện cho tôi đi nhờ, hay là cô có thể giúp tôi gọi cho tôi một chiếc xe, sau đó thì cho tôi mượn một ít tiền để tôi trả tiền xe. À, rồi cô cho tôi xin lại số tài khoản của cô. Khi nào tôi về đến khách sạn, tôi sẽ nhờ người chuyển khoản lại trả tiền cho cô ạ. Đây không có tiền nhá. Eo ơi, nghĩ gì tôi đưa điện thoại cho người lạ gọi á, không có chuyện đấy đâu. Bỏ cái tay ra đừng bắt tránh người tôi. Cô ơi. Cô Thương. Dạ. Sếp ơi, là vì đối tác hôm nay muốn gặp riêng em để hỏi riêng về một số điều còn thắc mắc trong khoản hợp đồng nên là... Tôi không hỏi cô chuyện đó. Sao? Ngày hôm nay tôi gọi cô đến đây là có chuyện quan trọng để hỏi. Chỉ có cô mới có thể trả lời câu hỏi này được thôi. Hỏi em ý ạ? Một người phụ nữ tiên tiến hiện đại và dứt khoát như cô sẽ thích buổi đầu tiên gặp gỡ như thế nào? À,
Ý của sếp là muốn hỏi em thích có một cuộc hẹn gặp gỡ như thế nào ấy ạ? Ừ. Em thì em thích là có một bàn tiệc này, có nến, có hoa, có vài món ăn và đặc biệt là một chai rượu vang ạ. Đúng rồi, có thế mà mình cũng không nghĩ ra. Rượu vang, nghe nói là Quế rất thích rượu vang. Tôi có một nhiệm vụ quan trọng giao cho hai cô cậu. Ngày mai tôi phải gặp gỡ đối tác quan trọng của công ty chúng ta. Tôi cần hai cô cậu chuẩn bị cho tôi một bàn tiệc nhỏ và mua cho tôi một chai rượu vang thật xịn để tôi tiếp khách. Dạ. Trong này là 35 triệu tiền chi phí. Hai cô cậu chuẩn bị thật chu đáo cho tôi. Thiếu thì báo thôi. Dạ vâng ạ. Thế nhá. Alo. Tôi sang phòng đây. Sao thế? Thế buồn bởi vì giám đốc không quan tâm đến cô à? Im mồm. Theo tôi thấy ấy, thì sếp tin tưởng giao cho cô nhiệm vụ này chứng tỏ là sếp đã tìm hiểu về cô, biết được cô là một người rất là hiện đại, thế nên là sếp mới nhờ cô việc này đấy. Nói cũng đúng. Cô phải nhanh chóng trước cơ hội, gây ấn tượng mạnh, làm việc này thật là tốt vào. Cô xinh đẹp như thế thì lo gì mà giám đốc không để ý chứ. Nhờ. Đi thôi. Đi đâu mà lâu thế hả? Không biết là sắp đến giờ rồi không? Thì bà cho tôi mỗi cái tên hãng rượu, lại còn là rượu đều nữa. Tôi đi tìm cửa hàng bán ấy, bở cái hơi tai ra ấy. Bao nhiêu? Hết có hơn 700 nghìn thôi. Được quá nhở. Y hệt rượu xịn luôn ấy. Thiệt. Mà này, tôi bảo nhá, tại sao bà phải tiết kiệm thế làm gì? Đằng nào sếp cũng chi cho mình tận 35 triệu cơ mà. Ngủ thế. Ngoài tôi với ông ra, ai biết đâu đây là rượu thật hay là rượu đều. Hóa ra là thế. Thế thì chúng ta chia 50-50 chứ nhở? Ý gì? Ông làm gì có cái công gì? Ồ, tôi 70, ông 30. Thôi, thế cũng được. Thôi, mau đi vào nhanh lên, không xếp mắng đấy. À mà này, tôi biết hôm nay bà mặc như thế này là để cho ai ngắm rồi đấy nhá. Ai cái gì mà ai? Đến tha đến kiền. Tôi ấy, là tôi biết tổng trong bụng bà đang nghĩ gì rồi. Bà thích ấy, thì bà nổ thẳng tiếng Việt với cả sếp luôn. À là sếp ơi sếp, em thích sếp à? Thích chịu không? Chuyện gì đây, chuyện gì đây? Thôi xong. Vỡ rồi. Đại cô đấy, ai mà cô đỡ tôi làm gì hả? Thế bây giờ vỡ chai rượu rồi, cô đền cho tôi đi, đền tiền nhanh lên. Rõ ràng là vừa nãy suýt nữa thì cô bị ngã. Tôi đã đỡ cô rồi, cô không bị thương. Cô còn bắt tôi đền như này hả? Tôi thà bị thương nhá, tôi thà bị thương còn hơn là cái chai rượu này có vấn đề, cô biết chưa? Cô có biết là cái chai rượu ngoài này đi ở trên máy bay, bay nửa vòng trái đất về đến đây và có giá là 20 triệu 500 nghìn không? Rượu ngoại. Đi máy bay. 20 triệu 500. Đúng thế. Chính tay tôi vừa mới ra sân bay mang nó về đây để cho chủ tịch của chúng tôi tiếp khách quan trọng đấy. Bây giờ cô làm vỡ nó rồi, cô phải đền nó đi. Cô đền đi, không là không xong với chúng tôi đâu. Mau nôn 20 triệu vào đây, tôi bớt cho 500 nghìn nhá. Hai người nói chuyện cũng phải có lý một chút. Chai rượu này chỉ cần ngửi mùi thôi cũng biết đây là rượu rẻ tiền rồi. Cùng lắm chỉ có giá là 1 triệu, lấy đâu ra 20 triệu. Này, cô thì biết cái gì về rượu hả? Bọn tôi ở đây ấy toàn là dân sành rượu thôi. Ngửi một phát là biết đâu là rượu đều, đâu là rượu xịn nhá. Cái chai rượu này ấy là chai rượu siêu xịn, để cho chủ tịch của tôi tiếp đãi đối tác lớn ở Ham Group đấy. Mà
Mà cái loại người như cô ấy thì chắc là cả đời cũng chưa bao giờ nếm thử rượu xịn là thế nào thì không biết giá cũng đúng. Thôi, không phải nói nhiều với cả cô ta làm gì nữa. Cô mau đền tiền cho tôi cái chai rượu này nhanh nhá, để cho bọn tôi ấy còn có thời gian bọn tôi đi chuẩn bị làm việc khác. Nhanh lên. Coi như hôm nay tôi được mở mang tầm mắt. Nhưng mà cô cũng biết rồi đấy, hôm qua tôi vừa bị trộm hết hành lý rồi. Bây giờ tôi không có tiền mặt, không có thẻ, cũng không có điện thoại để chuyển tiền cho cô. Làm sao tôi đền được cái chai rượu này cho cô? Ý cô là không đền, cô nuốt trắng chai rượu này á? Hả? Đánh nó lòi tiền ra. Này, mày có đền chai rượu của tao không thì bảo. Thôi được rồi, nếu mà tôi không có tiền mặt để trả cho hai người thì tôi dùng trang sức của mình để thế chấp nhá. Đồng, đưa xem là thật hay là giả. Chiếc nhẫn này là vàng trắng, mặt kim cương, cũng có giá cả 100 triệu. Như vậy đã đủ để đền chưa? Em... thế nào? Cứ tạm như thế đã. Thằng thật đấy. Alo sếp ạ. À dạ vâng, em chuẩn bị xong hết rồi ạ. 30 phút nữa là cậu Sang sẽ mang rượu ngoại về ạ. Dạ dạ, vâng, bọn em lên ngay đi ạ. Mở bùa cho đây. Dĩ nhiên. Muội y hệt trai lúc nãy luôn. Này, hôm nay nhá, chúng ta hơi bị bội thu đấy. Gặp người có đầu óc nó phải khác chứ. Tại hạ xin ngào ngũ gọi là đại tỷ. Từ nay mong đại tỷ chỉ dạy tại hạ. Sao? Cô Thường. Dạ. Hai cô cậu vào phòng tôi ngay. Đúng là ngày hôm nay tôi đã được mở rộng tầm mắt, mới biết được nhân viên của công ty anh như thế nào đây. Hai cô cậu có gì để nói không? Chủ tịch, chị ơi, chủ tịch, cho bọn em xin lỗi. Tại vì bọn em không biết chị lại là chủ tịch của Ham Group nên là bọn em mới như thế. Bọn em, cho bọn em xin lỗi ạ. Thứ nhất, cô không giúp tôi, nhưng khi cô gặp nguy hiểm thì tôi đã giúp đỡ cô. Vậy mà cô lại lấy oán báo ơn, cô bắt đền ngược lại tôi. Thứ hai, đó chỉ là một chai rượu giá tiền bình thường, vậy mà cô lại bắt đền ngang với cả giá của một chai rượu ngoại đắt tiền à? Chủ tịch, mong chị rộng lượng, tha lỗi cho bọn em ạ. Bọn em đúng là có mắt như mù, mong chị đừng giận bọn em ạ. Nếu như không phải là tôi, mà là một người bình thường thì sao? Hơn 20 triệu là bằng cả tháng lương của người ta rồi đấy. Đây là nhân viên của công ty anh, thế nên tôi sẽ không can thiệp vào. Tôi chờ anh ở phòng họp. Tôi tín nhiệm hai cô cậu, mới giao việc quan trọng cho làm, mà hai cô cậu làm như thế à? Mua rượu rẻ tiền để tiếp khách, rồi lấy tiền ăn chênh lệch, ăn vạ người đã cứu mình, hơn nữa còn là đối tác quan trọng của công ty đấy. Tôi thật thất vọng với hai người. Sếp ơi, sếp, em đúng thật là ngu, đúng thật là ngốc ạ. À, cũng là tại cô ta xúi em. Cái gì? Em mới làm như thế đấy ạ? Câu. Hai người thôi đi. Đây không phải là chỗ để hai người cãi nhau. Hai người chuẩn bị về phòng, thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi công ty của tôi. Sếp, anh đừng mà sếp. Anh... Ôi, tại cô ấy, tại cô mà đến bây giờ tôi mất cả việc rồi này. Tôi cũng mất hết đây này, tôi mất cả công việc, mất cả người tôi thích rồi đây. Trời ơi. Bao giờ thì mẹ mới được gặp con đây?
tiểu vi của mẹ. Chuyện tìm kiếm con gái của tôi mất tích như thế nào rồi? Tại sao tôi vẫn chưa thấy tiến triển gì thế? Tôi không cần biết các anh làm như thế nào. Tôi sẽ bỏ ra mọi giá, chỉ cần tìm được con gái tôi thôi. Đúng, con bé có chiếc vòng bạc đeo tay, trên đó có biểu tượng của gia tộc gia đình tôi. Cứ tìm được chiếc vòng đó là sẽ biết tung tích của con bé. Tiền, lúc nào cũng tiền, mở mồm ra là tiền. Tôi có phải là cái cây ATM mà lúc nào cũng đòi rút tiền đấy. Mà đợt này công ty đang khó khăn, cô xem nào chi tiêu tiết kiệm đi. Thực ra thì mọi khi chi tiêu vẫn đủ, nhưng mà tháng nay mẹ em bị ốm, em muốn về thăm mẹ, mua thêm một ít thuốc bổ lên làm hơi. Hương, có phải mẹ ruột tôi mà có yếu thế? Anh nói sao cơ? À, tôi bảo là cô hay về thăm mẹ như vậy mà tôi có phải là cái máy in đâu. Anh ơi, anh thấy cái vòng tay của em đâu không? Cái vòng tay mà mọi khi em vẫn hay đeo ấy. Vòng tay của cô để đâu? Thì làm sao mà tôi biết được mà hỏi tôi? Mọi khi em vẫn hay để ở trên học bàn này này. Cái vòng tay mà em đeo từ nhỏ đến giờ, em dùng xong là em cất vào đấy, anh cũng biết mà. Cũng là một cái giường mà cảm giác lạ em nhỉ? Tất nhiên rồi, chẳng nhẽ anh lại đi so sánh em với con vợ già của anh à? À, ngày mai em có lịch hẹn ở công ty mới, chắc là em phải về sớm để qua đó phỏng vấn nữa. Sao lại phỏng vấn? Em cứ ở nhà, anh nuôi được mà. Bảo là anh nuôi em, thế mà ấy, hứa mua cho em thứ này thứ kia, chẳng thấy mua gì cả. Chờ anh có mà chết đói à? À, thì giờ này công ty anh đang xoay vòng vốn, thế nên là hơi kẹt một chút. Em lấy một chút nha, rồi em thích gì anh cho nhá. Anh hứa nhá. Nhưng mà em nghĩ em cứ đi qua công ty đi, nhỡ có cơ hội mới thì làm sao? Tôi phải đi tìm con cá mới chứ. Ở đấy mà trông chờ vào đại gia nửa mùa như anh đấy. Ơ, sao lại có cái vòng tinh xảo đẹp như thế này ạ? Đấy là cái vòng của con vợ anh ấy mà. Bảo là anh chỉ yêu em thôi, thế mà ấy, bảo mua cho em cái túi, chả thấy mua gì cả. Thế mà mua cho vợ một cái vòng xịn như thế này cơ, em chả thèm nữa. Bộ chị tất. Ơ kìa, có gì đâu, nếu em thích em cứ cầm đi, đâu có sao đâu. Thật nhá? Ừ. Em cảm ơn anh, anh yêu của em. Chết rồi, cái vòng tay em đeo từ nhỏ đến giờ em để ở đâu được nhờ? Mà hay là cô đánh rơi ở đâu thì làm sao? Cô là hay vứt đồ linh tinh lắm nhá. Không có chuyện em vứt linh tinh được. Đấy là cái vòng rất quan trọng với em, lúc nào em cũng để đúng chỗ, anh cũng biết còn gì nữa. Thì cô xem lại xem là có đánh rơi chỗ nào không, đi một vòng nữa kiểm tra xem nào. Chắc là em vứt đâu đấy để em đi tìm. Nhất định em phải tìm thấy nó. Đấy là cái vòng duy nhất mà lúc mẹ tìm thấy em. Năm chuyện.
muốn ạ. Thế mắt cô mù à? Không thấy tôi cầm tập hồ sơ hay sao mà lại còn hỏi là tôi đi phỏng vấn hay tôi đi đâu? Thế mời chị ngồi nhỉ? Ông ngồi chẳng lẽ tôi đứng chắc? Mà nhân viên ở đây vô ý thật đấy. Khách đến nơi mà cũng không tiếp nổi một cốc nước. Ở nơi này chắc chắn thì cũng kiếm được vài con rùa vàng nữa. Lúc đấy mình sẽ đá bay ông Kiên kia đi. Phải thế chứ. Cô bị điên đấy à? Sao cốc nước lạnh như thế này? Cô có biết hàm răng sứ của tôi mới làm cả 100 triệu không? Cô có liệu ý và đổi cho tôi ngay cốc nước ấm. Không tôi đổ cả cốc nước này lên đầu cô bây giờ đấy. Cô là ai mà đến đây hách dịch, quát tháo nhân viên tôi như thế hả? Ờ, cháu... cho cha chủ tịch ạ. Là tại cô nhân viên lúc nãy tỏ ra khinh thường, rồi hất hủi cho thế này thế kia nên là cháu mới... Dạ... Thưa chủ tịch, đây là hồ sơ của cháu ạ. Chủ tịch xem xét rồi cho cháu một cơ hội ạ. Đúng là chiếc vòng này rồi. Đúng là ông trời có mắt rủ lòng thương rồi. Cuối cùng thì mẹ cũng được gặp con. Con nào ạ? Tiểu Vi. Mẹ đây. Mẹ là mẹ của con đây. Đây là chiếc vòng mẹ đeo cho con từ hồi nhỏ. Sau khi con bị lạc, mẹ đã thất tung đi tìm mãi mà không thấy tung tích gì cả. Vậy mà hôm nay mẹ lại được gặp con ở đây. Con Mẹ. Con ơi, mẹ sẽ bù đắp tất cả cho con. Công ty này, tài sản này, tất cả sẽ là của con hết. Con, phụ tận con gái của mẹ. Mẹ, con cũng nhớ mẹ lắm. Tiểu Vi cũng nhớ mẹ lắm mà. Con Phương, em làm gì mà mấy hôm nay anh gọi không trả lời? Anh nhắn tin em không trả lời anh vậy? Anh đặt túi Dior cho em rồi mà. Em đừng giận anh nữa nhá. Nhá. Anh nhìn tôi xem. Bây giờ tôi có cần cái túi Dior giải rách của anh đúng không? Hả? Tôi bây giờ ấy, tôi thích cái gì trên đời chỉ cần alo một tiếng là tôi sẽ có ngay. Còn anh, anh không xứng với tôi nữa. Nên liệu mà cút đi. Kìa em nói là em yêu anh thật lòng cơ mà. Hay là em có thằng nào rồi? Nó là ai? Để cho một trận. Tôi chả có thằng nào cả. Bác cũng có đấy. Anh ta hơn anh rất là nhiều. Anh chỉ là một thằng giám đốc quèn thôi. Còn anh ấy là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Tiền của anh ấy chất đống như thế này này. Ông ơi, anh cũng không chạm tay đến được đâu. Nên là anh biết thân biết phận của mình. Liệu mà cút đi. Em, anh xin em mà. Em đừng như vậy với anh mà. Đây là công việc anh đang phải xử lý đấy ạ. Cô đến đây làm gì? Đi về nhà đi. Anh còn sắp không có nhà thì mà về rồi đấy. Chủ nợ đang xiết đồ ở nhà kia kìa. Một mình em không thể lo được hết tất cả mọi thứ. Anh vẫn còn ở đây năn nỉ cô ta, đòi mua đồ cho cô ta được à? Tôi phải chạy về khắp mọi nơi mà không đủ tiền đấy. Anh về mà giải quyết đi. Thôi. Hai người đang ở đây diễn kịch cho tôi xem đi. Dắt nhau về nhà nhá. Dắt nhau về nhà mà khóc lóc ở đấy. Chứ còn bây giờ á, tôi không muốn quay lại với anh nữa đâu. Còn cô đưa chồng cô về đi. Còn nếu mà giữ không được ấy, cô cứ nhắn tin cho tôi. Tôi sẽ chỉ cách cho cô để cô giữ chồng nhá. Cái vòng tay của tôi. Cái vòng tay của tôi. Ai nói với cô đây là vòng tay của cô? Đây là của tôi. Tôi chắc chắn nó là của tôi. Một chiếc vòng tay bằng bạc, có 3 bông hoa ở trên mặt. Một bông hoa bị mất một cánh vì một lần tôi ngã. Trả lại cho tôi. Đây là của tôi. Anh đánh tôi. Anh chỉ vì một cô gái xa lạ mà anh sẵn sàng đánh tôi. Một người đồng cam cộng khổ suốt thời gian qua. Anh bị mất trí à? Cô bị điên rồi đấy. Cô mua cái vòng tay rẻ tiền làm gì mà cô bù loa như vậy? Đó rất là quan trọng với tôi và anh biết thừa điều đấy. Nhân viên của tôi suốt thời gian qua đã dành anh làm như thế. Đây này, chuyện của hai người giải quyết đi nhá. Tôi đi có việc. Cô đi đâu? Cô
anh bị mất trí rồi. Tôi bị mù mới là bên cạnh anh suốt thời gian qua. Tôi mới đi cùng anh, đồng cam cộng khổ cùng với anh. Bây giờ anh muốn làm gì cũng được. Chúng ta ly hôn. Chưa bao giờ có thể nghĩ mình có nhiều tiền trong tay như thế này. Làm con gái nhà tài phiệt thật là sướng. Chẳng bù cho mình lúc cặp kè với mấy lão kỳ bò kia. Ai đấy? Ngày hôm nay tôi đến đây chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với cô thôi. Nếu mà cô muốn nói chuyện đàng hoàng ấy, ok, cô cứ nói đi. Thứ nhất, tôi và anh Kiên đã ly hôn rồi. Cô và anh ta có thể đường chỉ trình tiền với nhau. Vấn đề này nhá, anh Kiên ấy, tôi không hề yêu anh ta. Anh ta bây giờ chỉ là một tên nghèo kiết xác thôi, cô cứ giữ lại mình được. Việc thứ hai, chiếc vòng trên tay cô nó rất quan trọng với tôi. Cô có thể cho tôi chụp lại bằng bất kỳ giá nào cũng được. Nếu như tôi không đủ tiền, tôi có thể xoay sở để đưa cho cô. Chỉ cần cô trả lại nó cho tôi thôi. Tôi đã nói nhiều lần với cô rồi, đây là chiếc vòng của tôi. Còn nếu cô tiếp tục đến đây để nói về vấn đề này, xin mời cô ra ngoài. Nó rõ ràng là của tôi. Nếu cô vẫn không chịu đi, tôi sẽ gọi bảo vệ lên đấy. Cô trả cho tôi thì tôi sẽ đi. Trả đây. Có chuyện gì mà ầm ĩ thế Vi? Chỉ là cô ta đi nhầm nhà thôi ạ, không có chuyện gì đâu mẹ. Mà sao con nặng tay với cô ta thế hả? Nhớ họ làm sao thì sao? Cháu có làm sao không? Cháu không sao đâu ạ. Mà đây là khu cao cấp, làm sao mà dễ nhầm nhà như thế được? Không có chuyện gì đâu mẹ. Cô nhanh ra khỏi đây đi, mau lên. Bác ơi, cháu chỉ muốn lấy lại đồ của cháu thôi, sau đấy cháu sẽ đi luôn ạ. Chiếc vòng tay này là của cháu, cháu xin lại đúng không ạ? Chiếc vòng này là của cháu ạ? Vâng ạ. Mẹ ơi, không phải thế đâu ạ. Là cô ta biết được thông tin con đã tìm lại được mẹ, cho nên là cô ta cố tình đến đây để gây chuyện, để moi tiền từ con đấy ạ. Con im ngay, để nghe cô ta nói hết đã chứ. Dạ thưa bác, nói thật với bác, cháu là trẻ mồ côi. Cháu lạc gia đình từ khi cháu lên 7 tuổi. Có một lần mẹ cháu đi làm, mẹ cháu đã mang cháu về nuôi thì cháu mới có thể lớn được như thế này. Thứ duy nhất trên người cháu lúc đấy là chiếc vòng tay này. Nó rất là quan trọng với cháu. Bác có thể cho cháu xin lại được không ạ? Trên vai của cháu còn có vết bớt đúng không? Sao bác biết ạ? Tiểu Phi, đúng là con của mẹ đây rồi. Con của mẹ đây rồi. Chiếc bếp này chỉ có duy nhất một mình mẹ biết thôi. Ngày ấy chỉ vì cạnh tranh bên thương trường nên họ đã bắt cóc con. Mẹ đã mất công đi tìm con mãi mà không được. May quá con được người ta cứu và nuôi dạy khôn lớn xinh đẹp như thế này. Con... Mẹ là mẹ của con thật ạ? Cô ta là người giả mạo, mẹ đừng có tin. Con mới là Tiểu Vi của mẹ đi mà. Con mới là con ruột của mẹ. Im ngay. Tin hay không, không đến lượt cô can dự vào. Đồ lừa đảo. Thưa mẹ, con mới là con ruột của mẹ. Tại sao mẹ lại nói như thế ạ? Cô đừng có nhận bệnh nữa. Hạ màn kịch được rồi đấy. Đường đường là chủ tịch một tập đoàn, không dễ dàng gì nghe một câu nói hay một chiếc vòng mà nhận là con. Tôi đã điều tra thân thế của cô rồi. Bố mẹ cô vẫn còn sống đang ở dưới quê. Còn cô thì lên đây làm nghề trèo kéo chồng người khác để lấy tiền lo cho cuộc sống xa hoa của cô. Tôi đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả ADN tôi với cô không hề có quan hệ gì hết. Kìa mẹ, mẹ đến tỉnh, con là con gái của mẹ 6 ngày hôm nay. Mẹ bỏ qua cho con nhá. Muốn tôi tha cũng được thôi, nhưng tất cả đồ đạc cô mua sắm ăn chơi bằng tiền của tôi, cô trả hết ra đây. Dạ, cháu sẽ trả lại hết ạ. Đây, vòng của cô, tôi trả lại nó cho cô đây. Mẹ ơi, con chỉ cần chiếc vòng này thôi. Mẹ có thể nhìn mặt con, tha cho cô ta được không? Coi như là cô ta đã giúp hai mẹ con mình tìm thấy nhau đi. Để tình con gái, tôi tha cho cô. Nhưng cô hãy biến khỏi tầm mắt của tôi và đừng bao giờ xuất hiện nữa. Nếu không thì tôi sẽ... Dạ vâng. Cháu sẽ đi ngay đây ạ. Từ giờ, bác với cả chị sẽ không nhìn thấy cháu nữa đâu. Con đã phải chịu thiệt thòi nhiều rồi. Khổ thân con gái mẹ.
Mẹ, con. Mời vào. Mẹ. Con trai, mẹ đang định gọi cho con trưa nay hay mẹ con mình ra ngoài ăn? Dạ, thêm một người nữa được không mẹ? Ai? Cháu cho chủ tịch ạ. Có việc gì mà một cô thư ký nhỏ nhòi như cô dám bước chân lên đây? Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, đừng để cho tôi phải nhìn thấy mặt cô. Mẹ, mẹ đừng gay gắt như thế. Là con đưa Trang vào đây đấy ạ. Mẹ cũng thừa biết con với Trang yêu nhau. Chúng con đến đây là muốn xin phép mẹ. Không bao giờ. Ở đời con phải biết mình là ai. Đường đường là giám đốc của một tập đoàn. Mẹ cũng đã già rồi. Sau này mẹ nghỉ hưu, con phải thay mẹ ngồi lên chiếc ghế chủ tịch tập đoàn. Còn cô ta là ai? Một thư ký nhỏ nhoi. Đã thế lại còn xuất thân quê mùa, bố mẹ làm nông dân. Cô định đũa mốc đòi trời mâm son à? Bố mẹ nông dân đòi thông gia với chủ tịch tập đoàn. Ba, bố mẹ cháu không làm gì sai. Cháu mong là bác không xúc phạm bố mẹ cháu ạ. À, đừng có láo. Cô tưởng mình là ai mà ở đây cãi với tôi? Mẹ, mẹ đừng có làm quá như thế. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, chia tay nó đi. Cái thứ con gái như cô ta ấy, con ra đường búng tay một cái là có cả đống. Cô ta yêu con chỉ vì tiền thôi. Bọn con không thể chia tay được. Bọn con muốn đến đây là để xin phép mẹ. Xin phép mẹ cho bọn con được cưới. Cái gì? Cưới á? Không đời nào, trừ khi mẹ chết. Trang, cô ấy đã có thai rồi ạ. Hóa ra chỉ vì muốn đổi đời thôi mà cái thứ nhà quê như cô bán rẻ cả bản thân mình. Cô đúng thật là một đứa con gái hư hỏng. Cháu. Mẹ. Mẹ nói không đúng à? Thứ con gái dễ dàng lên giường với đàn ông lại còn có bầu nữa. Mẹ nói cho con biết nhá, cái thứ con gái mà không biết coi trọng chi tiết, lên giường với thằng này được thì sẵn sàng lên giường với thằng khác được. Chủ tịch, tôi nói không đúng à? Nhà này không bao giờ chấp nhận cái thứ con dâu không môn đăng hộ đối, lại còn không coi trọng trinh tiết. Đừng có tưởng ăn cơm trước kẻm, úp sọt con trai tôi mà dễ dàng bước chân vào nhà tôi nhá. Cút, cút ngay ra khỏi đây. Cô đã bị sa thải, đừng bao giờ quay lại đây nữa. Chủ tịch, đối với công ty cháu không làm gì sai cả, thế nên cháu không chấp nhận bị sa thải ạ. Đây là quyền của chủ tịch. Mẹ, chả có chủ tịch nào có quyền đuổi nhân viên của công ty khi mà cô ấy đang cống hiến hết sức cho công ty, không làm gì ảnh hưởng đến công ty ạ. Con đừng có bênh chằm chặt như thế. Con càng bênh đó mẹ càng ghét đấy. Con không bênh cô ấy, con đang bảo vệ danh tiếng của công ty đấy ạ. Mẹ thử nghĩ xem, bây giờ mẹ đuổi nhân viên ở công ty, các nhân viên khác nhìn vào, người ta có muốn cống hiến cho công ty không ạ? Con không phải là vì nó à? Vì cái đứa con gái hèn mọn này à? Mẹ, sao mẹ cứ nặng lời với cô ấy thế? Thôi, hai đứa đi đi, đừng để cho mẹ tăng sông. Ta đi em. Alo. Tôi muốn cậu tìm hiểu tất cả những người liên quan đến cô Trang thư ký cho tôi. Cậu hãy tìm hiểu những điểm yếu của cô ta. Tìm ngay nhé. Càng sớm càng tốt. Nhanh lên cho tôi. Em có sao không? Em không sao ạ. Em về văn phòng nghỉ đi. Mới bầu bí như thế, đừng có đi đi lại. Phải biết nghĩ cho con chứ. Cả công ty đang nháo nhào lên chuyện mất tài liệu mật. Em còn không một chỗ làm sao được. Không sao, em đừng lo chuyện đấy. Chuyện đấy để anh lo. So với chuyện đấy, em phải lo sức khỏe của hai mẹ con hơn đấy. Anh này. Mẹ đã gọi anh đến văn phòng gấp rồi. Chắc là mẹ biết chuyện mất tài liệu. Thôi, em về văn phòng đi, anh phải đi ngay đây.
Em đi cẩn thận nhé. Mẹ, mày gọi con có việc gì thế ạ? Chuyện tài liệu là thế nào? Con định giấu mẹ hay sao? Con có giải quyết nổi không? Con đang cố gắng giải quyết ạ. Tập tài liệu dự thầu này rất quan trọng. Nó có ý nghĩa sống còn đối với cái dự án mà công ty đang nhằm tới. Công ty ta đặt kỳ vọng rất nhiều ở dự án này. Theo đuổi đã 2 năm nay rồi. Bây giờ chỉ còn một bước quan trọng cuối cùng thôi. Mà lại làm mất tài liệu thì con nghĩ làm sao? Hả? Tập tài liệu ấy tại sao lại mất? Tập tài liệu đấy con đã để trong văn phòng của con. Trong tủ bảo mật rất kỹ càng rồi ạ. Tủ bảo mật của con mà dễ mở thế hay sao? Dạ, tủ bảo mật của con chỉ có con và... Và mẹ biết mật khẩu. Con nghĩ mẹ tự tay mình phá nát cái tập đoàn mà mẹ đã gây dựng nên hay sao? Không phải ạ. Thật ra con... Thế con Trang nó có biết không? Dạ, có ạ. Tại vì cô ấy là thư ký của con, thế nên là... Ngốc ơi là ngốc. Ở đấy chứ ở đâu? Con Trang nó là người ngoài, chắc chắn nó lấy. Dạ, con nghĩ Trang sẽ không làm điều đấy đâu ạ. Con tin Trang. Xin chào cả nhà nhá. Cậu là... Anh đến đây làm gì? Tất cả mọi chuyện đều là chuyện cũ rồi mà. Tôi đến đây với tư cách là giám đốc của tập đoàn TMT đến để gặp chủ tịch nhá. Này, tôi cũng không định giải thích với cả hai người đâu. Thế nhưng mà hai người hiểu nhầm quá, thế nên là tôi mới nói. Tôi với Trang ấy thì vẫn là người yêu hiện tại của nhau, nhưng chưa hề cũ nhá. Cái gì? Đừng có nói láo, im đi. Bằng chứng đây. Đấy, nhìn thấy chưa? Thi thoảng ấy, Trang vẫn sang nhà tôi ngủ. Mà hôm trước sang ngủ xong lại để quên cái tập tài liệu này. Thầy ngu chưa hả con? Mày với ong tay áo nuôi cáo trong nhà. Mày cứ tưởng nó tập lòng tập dạ với mày hả? Em đến văn phòng chủ tịch ngay lập tức cho anh. Thôi, để tôi vào việc luôn nhá. Công ty tôi ấy đang đứng trên bờ vực phá sản. Thế nên là tôi nghĩ tôi sẽ không giao lại cái tập tài liệu này cho các người đâu. Cậu muốn gì? Muốn tiền. Tôi muốn bán lại cái tập tài liệu này với cả cái giá bao nhiêu nhỉ? 10 tỷ. Mà đổi lại nếu như được nhận ấy, công ty bà sẽ thu về đến hàng trăm tỷ. Nào, bên nào nặng, bên nào nhẹ? Chào chủ tịch ạ. Anh Hoàng, anh gọi em đến có việc gì không? Em đang đi ra ngoài. Em yêu, anh xin lỗi vì đã tự làm mà không hỏi ý kiến trước của em nhá. Anh nói cái gì đấy? Anh đã nói hết sự thật với hai mẹ con nhà họ rồi. Em yên tâm đi, anh sẽ lấy được 10 tỷ. Có 10 tỷ trong tay nhá, anh sẽ vực dậy lại được công ty. Đến lúc đấy nhá, em sẽ không phải nằm vùng ở đây nữa đâu. Nằm vùng? Em yên tâm, anh sẽ lo cho em với cả con của chúng ta mà. Thì ra, bấy lâu nay cô lừa tôi à? Anh Hoàng, không phải như vậy thôi. Cô lại còn cãi à? Cô thông đồng với người yêu, có thai với nó, rồi vèo úp sọt thằng Hoàng. Dạ, không phải đâu ạ, không phải đâu chị Bình ơi. Đến cái giờ phút này rồi, em còn phải lấy lòng hai mẹ con nhà họ làm cái gì nữa. Yên tâm đi, anh sẽ lo cho em với cả con nhá. Anh Hoàng, anh không tin em đúng không? Chính anh đã làm ôi hết danh dự của tôi rồi. Bây giờ tôi có chết cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Anh nên nhớ, cái chết của tôi là do anh gây ra. Anh sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đây là thuốc ngủ liều cao. Trang, Trang, em làm cái gì đấy, nghe ra? Cô ta mà có mệnh hệ thì không liên quan đến tôi đâu nhá. Tất cả là tại bà ta. Bà ta làm đấy, không phải tôi làm đâu. Anh nói cái gì đấy? Cậu. Chào cậu, giám đốc TMT. Nghe nói công ty của cậu vì dịch dã khiến cho giám đốc bị đột quỵ. Con trai lên thay,
nhưng mà công ty vẫn đang ở bên bờ vực phá sản, có đúng thế không? Bà tìm hiểu về tôi làm cái gì? Để giúp cậu, tôi sẽ chi cho cậu 1 tỷ. Với số tiền đấy, cậu có thể khôi phục lại công ty nhỏ nhoi. Không ai cho không ai cái gì cả. Thế điều kiện của bà là gì? Phải, tôi muốn cậu đuổi con Trang, người yêu cũ của cậu, ra khỏi cuộc đời thằng Hoàng con trai của tôi. Bà lại đánh giá tôi hơi bị cao rồi đấy. Tôi với cô ấy đã rất lâu rồi chưa liên lạc gì với nhau cả. Tôi đã gọi cậu đến đây, chắc chắn phải có cách. Đây là tập tài liệu mật, tôi sẽ giao cho cậu. Mẹ chỉ muốn nó rời xa con thôi. Mẹ có ngờ đâu chuyện nó lại đi xa đến như thế này. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi nhá. Con đã nói mẹ bao nhiêu lần rồi, Trang là người con yêu. Trong bụng cô ấy còn có giọt máu của con. Tại sao mẹ suốt ngày cứ ép cô ấy thế? Trang, anh xin lỗi em. Bây giờ anh sẽ đưa em đi viện nhá. Không cần phải đi viện đâu ạ. Cũng không có thuốc nào cả. Đây là kẹo C em hay mang theo bên mình để ăn. Vừa nãy cuống quá, thế nên em nghĩ đại ra một cách để ép anh ta nói ra sự thật. Em xin lỗi, đã làm cho anh sợ rồi. May quá, không có chuyện gì xảy ra. Mà này, con dâu nhà này không có cái kiểu ghê gớm trèo lên đầu lên cổ mẹ chồng rồi dọa cả nhà chồng như thế đâu đấy nhá. Mẹ, có nghĩa là mẹ đồng ý cho hai bọn con đến với nhau rồi à? Thì đất không chịu trời thì trời phải chịu đất chứ sao. Trai, mẹ đang định gọi cho con trưa nay hay mẹ con mình ra ngoài ăn? Dạ, thêm một người nữa được không mẹ? Ai? Chào cho chủ tịch ạ. Có việc gì mà một cô thư ký nhỏ nhoi như cô dám bước chân lên đây? Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, đừng để cho tôi phải nhìn thấy mặt cô. Mẹ đừng gay gắt như thế. Là con đưa Trang vào đây đấy ạ. Mẹ cũng thừa biết con với Trang yêu nhau. Chúng con đến đây là muốn xin phép mẹ. Không bao giờ. Ở đời con phải biết mình là ai. Đường đường là giám đốc của một tập đoàn. Mẹ cũng đã già rồi. Sau này mẹ nghỉ hưu, con phải thay mẹ ngồi lên chiếc ghế chủ tịch tập đoàn. Còn cô ta là ai? Một thư ký nhỏ nhoi. Đã thế, lại còn xuất thân quê mùa, bố mẹ làm nông dân. Cô định đũa mốc đòi trời mâm son à? Bố mẹ nông dân đòi thông gia với chủ tịch tập đoàn. Ba, bố mẹ cháu không làm gì sai, cháu mong là bác không xúc phạm bố mẹ cháu ạ. À, đừng có láo. Cô tưởng mình là ai mà ở đây cãi với tôi? Mẹ đừng có làm quá như thế. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, chia tay nó đi. Cái thứ con gái như cô ta ấy, con ra đường búng tay một cái là có cả đống. Cô ta yêu con chỉ vì tiền thôi. Bọn con không thể chia tay được. Bọn con muốn đến đây là để xin phép mẹ. Xin phép mẹ cho bọn con được cưới. Cái gì? Cưới á? Không đời nào, trừ khi mẹ chết. Trang, cô ấy đã có thai rồi ạ. Hóa ra chỉ vì muốn đổi đời thôi mà cái thứ nhà quê như cô bán rẻ cả bản thân mình. Cô đúng thật là một đứa con gái hư hỏng. Cháu. Mẹ nói không đúng à? Thứ con gái dễ dàng lên giường với đàn ông lại còn có bầu nữa. Mẹ nói cho con biết nhá, cái thứ con gái mà không biết coi trọng chi tiết, lên giường với thằng này được thì sẵn sàng lên giường với thằng khác được. Chủ tịch,
Tôi nói không đúng à? Nhà này không bao giờ chấp nhận cái thứ con dâu không môn đăng hộ đối, lại còn không coi trọng trinh tiết. Đừng có tưởng ăn cơm trước kèm, úp sọt con trai tôi mà dễ dàng bước chân vào nhà tôi nhá. Cút, cút ngay ra khỏi đây. Cô đã bị sa thải, đừng bao giờ quay lại đây nữa. Chủ tịch, đối với công ty cháu không làm gì sai cả, thế nên cháu không chấp nhận bị sa thải ạ. Đây là quyền của chủ tịch. Mẹ, chả có chủ tịch nào có quyền đuổi nhân viên ở công ty khi mà cô ấy đang cống hiến hết sức cho công ty, không làm gì ảnh hưởng đến công ty ạ. Con đừng có bênh chằm chặt như thế, con càng bênh đó mẹ càng ghét đấy. Con không bênh cô ấy, con đang bảo vệ danh tiếng của công ty đấy ạ. Mẹ thử nghĩ xem, bây giờ mẹ đuổi nhân viên ở công ty, các nhân viên khác nhìn vào, người ta còn muốn cống hiến cho công ty không ạ? Con không phải là vì nó à? Vì cái đứa con gái hèn mọn này à? Mẹ, sao mẹ cứ nặng lời với cô ấy thế? Thôi, hai đứa đi, đừng để cho mẹ tăng sông. Ta đi em. Alo, tôi muốn cậu tìm hiểu tất cả những người liên quan đến cô Trang thư ký cho tôi. Cậu hãy tìm hiểu những điểm yếu của cô ta, tìm ngay nhé, càng sớm càng tốt, nhanh lên cho tôi. Em có sao không? Em không sao ạ. Em về văn phòng nghỉ đi. Mới bầu bí như thế, đừng có đi lại. Phải biết nghĩ cho con chứ. Cả công ty đang nháo nhào lên chuyện mất tài liệu mật. Em ngồi không một chỗ làm sao được. Không sao, em đừng lo chuyện đấy. Chuyện đấy để anh lo. So với chuyện đấy, em phải lo sức khỏe của hai mẹ con hơn đấy. Anh này. Mẹ đã gọi anh đến văn phòng gấp rồi. Chắc là mẹ biết chuyện mất tài liệu. Thôi, em về văn phòng đi. Anh phải đi ngay đây. Em đi cẩn thận nhá. Mẹ, mày gọi con là việc gì thế ạ? Chuyện tài liệu là thế nào? Con định giấu mẹ hay sao? Con có giải quyết nổi không? Con đang cố gắng giải quyết ạ. Tập tài liệu dự thầu này rất quan trọng. Nó có ý nghĩa sống còn đối với cái dự án mà công ty đang nhắm tới. Công ty ta đặt kỳ vọng rất nhiều ở dự án này. Theo đuổi đã 2 năm nay rồi. Bây giờ chỉ còn một bước quan trọng cuối cùng thôi. Mà lại làm mất tài liệu thì con nghĩ làm sao? Hả? Tập tài liệu ấy tại sao lại mất? Tập tài liệu đấy con đã để trong văn phòng của con. Trong tủ bảo mật rất kỹ càng rồi ạ. Tủ bảo mật của con mà dễ mở thế hay sao? Dạ, tủ bảo mật của con chỉ có con và... Và mẹ biết mật khẩu. Con nghĩ mẹ tự tay mình phá nát cái tập đoàn mà mẹ đã gây dựng nên hay sao? Không phải ạ. Thật ra con... Thế con Trang nó có biết không? Dạ... Có ạ. Tại vì cô ấy là thư ký của con, thế nên là... Gốc ơi là gốc. Ở đấy chứ ở đâu? Con Trang nó là người ngoài, chắc chắn nó lấy. Dạ, con nghĩ Trang sẽ không làm điều đấy đâu ạ. Con tin Trang. Xin chào cả nhà nhé. Cậu là... Anh đến đây làm gì? Tất cả mọi chuyện đều là chuyện cũ rồi mà. Tôi đến đây với tư cách là giám đốc của tập đoàn TMT đến để gặp chủ tịch nhá. Này, tôi cũng không định giải thích với cả hai người đâu. Thế nhưng mà hai người hiểu nhầm quá, thế nên là tôi mới nói. Tôi với Trang ấy thì vẫn là người yêu hiện tại của nhau, nhưng chưa hề cũ nhá. Cái gì? Đừng có nói láo, im đi. Bằng chứng đây. Này, nhìn thấy chưa? Thi thoảng ấy, Trang vẫn sang nhà tôi ngủ. Mà hôm trước sang ngủ xong lại để quên cái tập tài liệu này. Này, ngu chưa hả con? Mày với ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Mày cứ tưởng nó thật lòng thật dạ với mày hả? Em đến văn phòng chủ tịch ngay lập tức cho anh. Thôi, để tôi vào việc luôn nhá. Công ty tôi ấy đang đứng trên bờ vực phá sản. Thế nên là tôi nghĩ tôi sẽ không giao lại cái tập tài liệu này cho các người đâu. Cậu muốn gì?
Muốn tiền. Tôi muốn bán lại cái tập tài liệu này với cả cái giá bao nhiêu nhỉ? 10 tỷ. Mà đổi lại nếu như được nhận ấy, công ty bà sẽ thu về đến hàng trăm tỷ. Nào, bên nào nặng, bên nào nhẹ? Chào chủ tịch ạ. Anh Hoàng, anh gọi em đến có việc gì không? Em đang đi ra ngoài. Em yêu, anh xin lỗi vì đã tự làm mà không hỏi ý kiến trước của em nhá. Anh nói cái gì đấy? Anh đã nói hết sự thật với hai mẹ con nhà họ rồi. Em yên tâm đi, anh sẽ lấy được 10 tỷ. Có 10 tỷ trong tay nhá, anh sẽ vực dậy lại được công ty. Đến lúc đấy nhá, em sẽ không phải nằm vùng ở đây nữa đâu. Nằm vùng? Em yên tâm, anh sẽ lo cho em với cả con của chúng ta mà. Thì ra, mấy lâu nay cô lừa tôi à? Anh Hoàng, không phải như vậy thôi. Cô lại còn cãi à? Cô thông đồng với người yêu, có thai với nó, rồi về úp sọt thằng Hoàng. Dạ, không phải đâu ạ, không phải đâu chủ tịch ơi. Đến cái giờ phút này rồi, em còn phải lấy lòng hai mẹ con nhà họ làm cái gì nữa. Yên tâm đi, anh sẽ lo cho em với cả con nhá. Anh Hoàng, anh không tin em đúng không? Anh đã làm ô uế hết danh dự của tôi rồi. Bây giờ tôi có chết cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Anh nên nhớ, cái chết của tôi là do anh gây ra. Anh sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đây là thuốc ngủ liều cao. Trang, Trang, em làm cái gì đấy? Nhẹ ra. Cô ta mà có bệnh hệ thì không liên quan đến tôi đâu nhá. Tất cả là tại bà ta. Bà ta làm đấy, không phải tôi làm đâu. Anh nói cái gì đấy? Chào cậu, giám đốc PMT. Nghe nói công ty của cậu vì dịch dã khiến cho giám đốc bị đột quỵ, con trai lên thay. Nhưng mà công ty vẫn đang ở bên bờ vực phá sản, có đúng thế không? Bà tìm hiểu về tôi làm cái gì? Để giúp cậu, tôi sẽ chi cho cậu 1 tỷ. Với số tiền đấy, cậu có thể khôi phục lại công ty nhỏ nhoi. Không ai cho không ai cái gì cả. Thế điều kiện của bà là gì? Phải, tôi muốn cậu đuổi con Trang, người yêu cũ của cậu, ra khỏi cuộc đời thằng Hoàng con trai của tôi. Bà lại đánh giá tôi hơi bị cao rồi đấy. Tôi với cô ấy đã rất lâu rồi chưa liên lạc gì với nhau cả. Tôi đã gọi cậu đến đây, chắc chắn phải có cách. Đây là tập tài liệu mật, tôi sẽ giao cho cậu. Mẹ chỉ muốn nó rời xa con thôi. Mẹ có ngờ đâu chuyện nó lại đi xa đến như thế này. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi nhá. Con đã nói mẹ bao nhiêu lần rồi, Trang là người con yêu. Trong bụng cô ấy còn có giọt máu của con. Tại sao mẹ suốt ngày cứ ép cô ấy thế? Trang, anh xin lỗi em. Bây giờ anh sẽ đưa em đi viện nhá. Không cần phải đi viện đâu ạ. Cũng không có thuốc nào cả. Đây là kẹo C em hay mang theo bên mình để ăn. Vừa nãy cuống quá, thế nên em nghĩ đại ra một cách để ép anh ta nói ra sự thật. Em xin lỗi, đã làm cho anh sợ rồi. May quá, không có chuyện gì xảy ra. Mà này, con dâu nhà này không có cái kiểu ghê gớm trèo lên đầu lên cổ mẹ chồng rồi dọa cả nhà chồng như thế đâu đấy nhá. Mẹ, có nghĩa là mẹ đồng ý cho hai bọn con đến với nhau rồi à? Thì đất không chịu trời thì trời phải chịu đất chứ sao?